Trong công tác phòng chống bão số 4 vừa qua, việc đảm bảo an toàn cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ được thành phố Đà Nẵng quan tâm chú đáo. Các hộ dân sinh sống ở khu vực sung yếu, nhà ở tạm bợ đã được lực lượng chức năng thành phố chăm lo với nhiều giải pháp đồng bộ kịp thời, đảm bảo không để xảy ra thiệt hại về người. Sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, chị Đặng Thị Tâm trú tại phường Thanh Khê Đông không khỏi lo âu mỗi khi nghe tin có mưa bão ập đến. Qua khảo sát tình hình, trong cơn bão số 4 vừa qua, chị Tâm và các con của chị đã được lực lượng chức năng địa phương sơ tán kịp thời đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ. Nhà tiện gần sập đổ rồi, lên đây nấp đổ cho an toàn. Bố mẹ con lên đây để nhờ chính quyền nhà nước giúp đỡ ở qua trận bão này. Không chỉ riêng trường hợp của chị Đặng Thị Tâm, theo thống kê, trong cơn bão số 4 vừa qua, hàng chục ngàn người đang sống tại các khu vực trũng thấp, vùng ven biển có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ở nhà tạm bợ đều được đưa đến nơi tránh trú an toàn trước cơn bão Noru. Bám sát chỉ đạo của thành phố, chính quyền các địa phương đã khẩn trương thực hiện. Thì chúng tôi đã thống nhất với các khu dân cư là 14 giờ chiều tôi tập trung tại các nhà sinh hoạt cũng như trên các điểm tập trung sơ tán nhân dân của địa bàn phường. Và chốt phương án là 17 giờ thì toàn bộ người dân mà trong danh sách sẽ được sơ tán đến nơi an toàn. Và nếu một số người dân không chấp hành thì ủy ban phường sẽ có biện pháp cưỡng chế làm sao mà đảm bảo an toàn nhất cho người dân. Với các hộ dân ở những khu nhà liền kề không đảm bảo an toàn, trước cơn bão số 4 vừa qua, lãnh đạo thành phố cũng đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đề nghị chính quyền địa phương triển khai các phương án sơ tán dân kịp thời. Các địa điểm được chọn làm nơi sơ tán dân được các phường chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, lương thực thực phẩm để người dân yên tâm trú bão. Mỗi cơ sở lưu trú trong bão, chúng tôi phân công một đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy, một lãnh đạo ủy ban dân trực tiếp theo dõi phụ trách và một cán bộ mặt trận, một cán bộ ủy ban dân, hai dân phòng, dân phố, một dân quân, một cán bộ công an để đảm bảo. Đồng thời, ủy ban mặt trận cũng đã hỗ trợ khẩu trang, sát khuẩn để đảm bảo cho người dân vừa trú ẩn bão nhưng đồng thời cũng phòng chống dịch Covid trong điều kiện hiện nay để chúng ta thích ứng nhưng đồng thời cũng sẵn sàng đáp ứng mọi công tác phòng chống dịch gắn liền với khắc phục hậu quả sau bão. Nhanh chóng và kịp thời, thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an toàn cho nhân dân trước cơn bão số 4 vừa qua, đặc biệt với các đối tượng yếu thế, các cấp các ngành càng dành sự quan tâm sát sao với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.